Em xin kính chào quý khách nha. Đây mà quay trực tiếp cho quý khách xem cái bộ ốp nội thất vân đá xe Ford Everest bản 2023 mới nhất hiện nay quý khách nhé. Sản phẩm thì gồm có 5 cái chi tiết lớn nhỏ như thế này đó, gồm 4 cái miếng nhỏ, gồm 4 khu vực ốp cái tay nắm cửa, ốp chỗ cửa mở ra vào ấy đó, còn một tấm giữa to như này là ốp của cả khu vực cần số và bảng điều khiển đó. Chất liệu thì bằng nhựa quý khách nhé, bằng nhựa này. Bề mặt của nó thì là được nhúng một lớp vân màu đá, nhìn rất là sang sạch và đẹp luôn đó. Lắp đặt thì đằng sau có bao dính 3M hai mặt như thế này, quý khách mua về chỉ việc bóc bằng keo và dán thôi, rất đơn giản và dễ dàng quý khách nhé. Đó, ở shop thì ở 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bên em nhận là ship hàng, giao hàng trên toàn quốc luôn. Quý khách đặt hàng, mua hàng là cứ liên hệ với shop nhé. Đó, hàng rất là vừa và đẹp mắt và chắc chắn luôn. Đó, ngoài ra bên em còn rất nhiều sản phẩm khác của Ford Everest, quý khách cứ vào trang và xem quý khách nhá. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều ạ.